chơi với nước có thể là niềm vui cho trẻ và cũng có thể được sử dụng cho việc học. Bạn có thể cho trẻ một cốc nhỏ và một cái bát lớn hơn và nói, con nghĩ sẽ mất bao nhiêu cốc nước để đổ đầy bát. Bé có thể đoán, sau đó kiểm tra bằng cách đổ đầy nước vào cốc và đổ vào bát. Nói về những gì trẻ tìm thấy. Có bao nhiêu cốc nước để đổ đầy bát? Nó nhiều hơn hay ít hơn những gì con dự đoán? Bằng cách dự đoán về những gì sẽ xảy ra, kiểm tra nó và nói về nó, trẻ đang học cách tư duy như một nhà khoa học.